Dâu 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 và con sâu. Trong năm sau anh em nó quay trở lại cùng với YouTuber The M Gaming cho tựa game Meta Sloom của VNG anh em. Mình vừa vào xem có gì không thì mình nhận được một cái thư nha anh em nhá. Đây anh em nhìn này, thưởng tổng kết lịch trình mùa giải. Ở giai đoạn 7 thì quân đoàn mình vẫn đang ở trong top 1 và mình được hạng 6 trong quân đoàn, nên mình được thưởng 300 cái huy chương quân công, 500 sapphire và 20 cái dương nguyên liệu đá quý nha anh em nhá. Thì cái quân công này để làm gì này anh em này? Ở đây nó chỉ ghi là huy chương quân công này, bằng chứng đã từng chiến đấu tại khe nứt vực sâu. Khi mở mùa giải mới sẽ mở trạm quân nhu mùa giải, có thể vào đổi đạo cụ hiếm gồm lõi vật sâu này, quốc hợp kim và mảnh vũ khí thần thoại anh em nhá. Rất ngon dành cho huy chương quân công này. Nhưng mà còn lâu nữa thì chúng ta mới đến cái mùa giải tiếp theo anh em nhá. Bây giờ mới có gì nhỉ? Tổng kết ở giai đoạn 7 đây anh em, đúng không? Mà anh em biết đấy. Mà anh em biết cái mùa giải của nó, anh em nhìn cái mùa giải của nó này, anh em nhìn cái lịch trình của mùa giải này anh em này, lịch trình của mùa giải này anh em này, hiện tại mới mùa 7 thôi, đang ở mùa 8 này anh em này, còn mùa 9, mùa 10, mùa 11, 12, 13, 14, nó có tổng cộng 15 mùa thôi, nghĩa bây giờ chúng ta mới có đi được một nửa thôi, anh em, mà cái khe nứt này nó ra, mà con game này 2 tháng, mình cứ cho là nó ra là tầm khoảng nửa tháng, nó ra là 1 tháng rưỡi đi, đến 1 tháng đi, mà bây giờ chúng ta đi được một nửa. Thì ít nhất chúng ta phải còn là một tháng nữa, một tháng đến một tháng rưỡi nữa, có khi là 2 tháng ấy, đúng không, mới hết được cái lịch trình này. Thật sự các bạn ấy, mùa giải này, mùa giải khai nứt này thật sự là nó rất lâu anh em nhá. Hôm nay thì nó cũng mở thêm một cái mới ở trong này mà mình quên mất mình không làm clip cho các bạn, nó là nó vào bên trong nhá, nó vào bên trong rồi anh em nhìn nhá, nó vào bên trong cái đây anh em nhìn thấy cái map này, anh em nhìn cái map nó đây này, ở cái map ngoài ấy. Ui, nó vào map bên trong rồi anh em. Còn đây có bảo vệ pharaoh này anh em. Khi mà chúng ta ở do mình vào bên trong map mất nên là mình không xem được ở ngoài. Đây này, ở cái lãnh địa, có lẽ mình sẽ ra ngoài cái lãnh địa mỏ 8 này anh em này. Đến lãnh địa này cho anh em xem nhé. Đây này, khi anh em ở đây nhá, xong anh em đánh cái con đây, anh em nhìn không? Có một cái hố đen ở đây này. Xong anh em đánh cái con sứ giả này. Anh em nhớ không? Anh em đánh con nhớ cái con sứ giả bạch tuộc đúng không anh em? Anh em nhớ cái con bạch tuộc đánh ở đây mà nhận được đá các kiểu ấy, đúng không? Đó, sau hôm nay thì sau khi đánh xong con boss đấy anh em ấy, nó sẽ hiện ra một cái khe nứt. Đó, mắt bão tố đúng không? Đánh cái con mắt bão tố ấy, đúng không? Đó, sau khi đánh xong con mắt bão tố di chuyển này. Đấy thì chúng ta di chuyển ở bên trong. Anh em phải gì nhỉ? Bỏ một cái ô mình đi xong vào bên trong. Vào bên trong anh em nhìn thấy nguyên mỏ 8, nguyên mỏ 9, mỏ 8, mỏ 10 nhá, 8 9 10 anh em nhá. Anh em vào đủ lực thì đánh được mỏ 10, nhưng mà hiện tại này anh em nhìn thấy rất nhiều mỏ 9 này anh em ăn, nên là anh em cứ ăn mỏ 9 trước đi, sau đó thì đợi một hôm hai một ngày mai ngày kia thì anh em bắt đầu ăn mỏ 10 cho nó chắc cốp, đúng không? Vì thời điểm hiện tại này không nhiều người ăn được mỏ 10 đâu các bạn. Mỏ 10 mình nghĩ là lực chiến, cái hỏa lực của các bạn đấy, mỏ 10 thì cái hỏa lực của các bạn này, anh em nhìn này, hỏa lực của khe nứt của mình đang là 1854 này, thế anh em bảo là hỏa lực mỏ 10 nó sẽ rơi tầm khoảng 1900 đến 2000 gì đó, đúng không anh em? Nên anh em tích cóp cái hỏa lực của mình lên tầm khoảng 1900 đến 2000, anh em đánh cho nó chắc cốp hơn đấy anh em nhé. Đây anh em ví dụ mỏ 10 này, do mình đầy mỏ anh em mình không thể xem được mỏ 10 này, nó chênh lệch cũng không nhiều lắm thôi anh em, 2400 thủy tinh trên giờ. Mỏ 9 thì là 2160 đúng không, nó chênh nhau đó là 340 à, nó chênh nhau đó là 240 cho sorry anh em, nó chênh nhau là 240 thủy tinh trên một giờ đấy anh em nhé. Đó, ủa hôm nay mình còn không đánh mấy con này, mình lỗ quên đấy anh em nhá, quên nó không đánh con sứ giả khai nứt này, thật sự là sai đấy anh em. Mày qua vẫn đủ lực này, mày qua vẫn đủ rồi, vẫn đủ 14 thể lực để đánh. Tại sao mình nói là không đánh con này thì sai lầm anh em, vì con này đánh con này nó cho tận 100.000 cơ mà, đúng không anh em? Đánh cái con sứ giả khai nứt này nó cho anh em tận 100.000 cơ mà, 100.000 cái thủy tinh cơ mà, đúng không? Tội gì chúng ta không đánh con này, không đánh con này phí. Hôm nay mình tí mình quên mình không đánh con này anh em. Đây, tí nữa mình quên mình không đánh con này nhỉ. Anh em nhìn này, nó cho tận 100.000. Anh em nhìn mà xem, phần thưởng anh em có thể nhìn thấy. Đây, anh em nhìn thấy không? 100k thủy tinh khai nứt, đúng không? Tội gì chúng ta không đánh cái này. 100k để bằng bao nhiêu giờ thu hoạch của mình, anh em có thể nhìn thấy. Anh em nhìn này, mình bây giờ đang dừng ở mức 137. 137,4, nó bằng gần 1 giờ thu hoạch của mình ấy, đúng không? Đó, nha anh em nhá, nó càng gần bằng 1 giờ thu hoạch của mình á. Đó, về sứ giả, về cái khe nứt vực sâu trong ngày hôm nay nó là như vậy nha anh em nhá. Còn clip chính của clip này sẽ là gì? Clip chính của cái này thì chúng ta sẽ nói về cái này nha. Clip chính của cái này thì anh em biết rồi, chúng ta vẫn còn đang còn cái
sự kiện gì nhỉ? Đang có vẫn còn cái hết rồi à? Hết rồi anh em ạ. Hết mất rồi anh em. Cái event mà gì nhỉ? Cái event mà thức tỉnh vũ khí ấy, nó hết mất rồi anh em. Đúng không? Mình đang định nói về cái event thức tỉnh vũ khí nhưng mà hiện tại nó hết rồi thì mình mới có một clip của bạn thì đây anh em, mình mới có được một clip của bạn gì nhỉ? Bạn chú bé Lockchot, bạn ấy chia sẻ cho mình một clip bạn ấy thức tỉnh khẩu Holer kỵ sĩ nha anh em nhé. Thì đây mình sẽ cho anh em xem bạn ấy thức tỉnh tốn rơi tầm khoảng bao nhiêu anh em nhé. Khẩu Holer kỵ sĩ anh em ạ. Đây, chú bé Lockchot, đây là cũng là một bạn đến từ server S6 của mình nha, cùng server với mình nha. Nhưng mà khác khác quân đoàn mà thôi, cùng server. Chú bé Lockchot anh em cùng xem bạn ấy cầu nguyện. Hiện tại bạn đang có 16.574 Ruby. Và bạn ấy đang cầu nguyện ở vòng đầu tiên à? Anh em thể nhìn thấy đang cầu nguyện ở vòng đầu tiên anh em nhé, đúng không? Vì anh em nhìn thấy là chưa nhận được hai thưởng, hai cái đùi gà này, đúng không? Chưa nhận được bất kỳ một phần thưởng lớn nào ở đây, nên là các bạn nhìn thấy này đang có 16.574 Ruby, để xem bạn ấy quay sẽ tốn được khoảng bao nhiêu anh em nhé. Đó, bạn ấy đang thức tỉnh khẩu Holer kỵ sĩ phát đầu tiên, có gì không? Không có bạn thích anh em nhé, nhận được 15 nguyên liệu tăng súng. Tiếp theo của bạn đấy có bạo kích may mắn, nhận thêm được hai mảnh của Chable khá ngon đúng không? Vì khẩu Holer thì bạn các bạn anh em nhìn thấy là bạn ấy đã quay khẩu Holer này thì biết biết ngay bạn sử dụng Chable rồi. Không có gì, nhận 10 mảnh Eva. Tiếp tục, đây là vòng quay đầu tiên nên tốn 299 Ruby một lần đấy anh em nhé. Không có gì, nhận được hai mảnh của Lina. Và con này thì chắc chắn rồi sẽ ra 10 đùi gà mô hình nhá. Không chạy đâu được nữ khách may mắn. Ra hai cái đùi gà tương ứng với bao nhiêu thể lực nhỉ? 120 thể lực anh em đúng không? Ở vòng quay thứ hai phát đầu tiên bao giờ bạo kích anh em nhá, phát đầu tiên của vòng quay thứ hai bao giờ bạo kích tốn 699 ruby anh em nhá, tốn 699 ruby của vòng quay số 2. Ủa, bạn ấy thêm một phát bạo kích nữa, nhận 150 cái nguyên liệu nâng súng và nguyên liệu nâng lõi nha mọi người. Phát thứ ba xem nào, không có bạo kích, nhận được hai mảnh Scarlet. Tiếp theo cũng không có bạo kích, nhận 88.888 vàng. Anh em biết tại sao là con số 88.888 vàng không? Vì Trung Quốc nó thích con số này. Không thành công, không có bạo kích, nhận 1.200 dầu mày. Phát tiếp theo nữa cũng không có bạo kích, nhận hai mảnh Lina. Phát cầu nguyện cuối cùng của vòng thứ hai với 699 ruby sẽ nhận được 10 quốc ngọc nha anh em nhá. Và vòng quay số 3 sẽ tốn 1.499 ruby nha anh em. Bắt đầu lúc nào bạo kích luôn anh em, auto bạo kích của phát đầu tiên ở mỗi vòng, đầu mỗi vòng bao giờ cũng là bạo kích anh em nhá. Nhận thêm 88.000 và hai mảnh Scarlet. Tiếp theo bạn ấy quay vào ngày cuối cùng ấy. Anh em nhìn thấy hạn giờ còn 15 giờ mà. Tiếp theo anh em sẽ nhìn thấy không thành công, nhận 15 mảnh đăng nguyên liệu súng. Tiếp theo nữa cũng không thành công, nhận về hai mảnh Lina. Có bạo kích may mắn ở vòng quay tiếp theo, nhận thêm 10 mảnh Eva và 1.200 dầu máy. Khá chưa chắc nhỉ, con này bạo kích thì đỡ được hẳn 1.499, tương ứng với đâu đó tầm khoảng đỡ được 1.499 thì nó sẽ tương ứng đỡ được khoảng đâu đó là tầm khoảng 500.000 đấy anh em đúng không? Ủa, đỡ được luôn 500.000 bạn thấy à? Rồi, phần thưởng cuối cùng bạn đã nhận được đó chính là cái nguyên liệu cần để thức tỉnh khẩu Holer nha anh em nhá. Chú bé Lockchot đang cho Eva bãi biển cầm khẩu gì súng băng anh em làm avatar. Anh em đã nhìn thấy bạn ấy có Chable. Và đây là khẩu Holer sau khi chưa khi thức tỉnh. Anh em nhìn thấy khẩu Holer chưa thức tỉnh tấn công là 44.800.
HP là 113.600, bạo kích 3% và bộ số DPS là 294,3 anh em nhé. Bạn đang dùng 6 lõi chi viện hợp kim. Bộ 4 lõi chi viện hợp kim và cái gì đó ấy. Đấy, thức tỉnh lên nhỉ, anh em nhìn thấy không? Thức tỉnh lên. Tăng cấp thuộc tính vũ khí từ 0 lên 10%, tấn công từ 48.000 à 44.800 đến 44.980, tăng được 180 điểm tấn công. HP từ 113.600 lên 114.060, lên được thêm 450 điểm nữa, đúng không? Lên được thêm 450 điểm HP nữa anh em. Đó, thức tỉnh lên. Vấn đề thức tỉnh lên nó ở một cái tầm cao khác rồi anh em ạ, đúng không? Quan trọng là thức tỉnh lên nó có thêm một dòng chỉ số nữa, đó là mỗi phát bắn nó sẽ gây lên trạng thái khủng khiếp cơ anh em, đúng không? Đấy, ghi chép thành công. Kỵ sĩ Thiên Khởi dành cho khẩu Khâu Lừ, điểm quân bị tăng thêm 120, hỏa lực toàn toàn trận tăng thêm 80 đấy anh em nhá. Kỵ sĩ Thiên Khởi Khâu Lừ, quan trọng là tăng sao nó lên nhìn đẹp. Nhưng mà sao bạn ấy lại không để anh em nhỉ? Không để gì nhỉ, chơi bồ làm nhân vật thiên thị chính nhỉ, để con Eva cùi bắp đúng không anh em? Ok, đó là toàn bộ. Quên mất, chúng ta không xem là tốn mất tổng bao nhiêu nhá anh em nhé. Mình còn 1891, còn 1891 anh em. Mình sẽ 1891 này, mà lúc đầu bạn ấy có là bao nhiêu? 1891 anh em nhé, 16574, 16574, 16574 trừ đi 1891, nói chung là cũng rơi tầm khoảng 15.000 anh em ạ. Không này, 7 trừ 9 còn 8 này, 8 đến 1, 15 trừ 9 thì còn mấy nhờ, 15 trừ 9 còn 6. Bạn ấy tốn đâu tầm khoảng 14.000 chứ. Nhớ 1 sang đây nữa. À không, nhớ 1 nữa hết rồi nha. Nói chung là nhớ 1 sang nữa anh nha. À không chứ. Nhớ 1, bạn ấy tốn được khoảng gần 15k. 14.680k. 14.680 ruby, khá là rẻ đúng không? Tính ra là rẻ đấy, cũng may mắn đấy đúng không? Đỡ được mấy phát đấy, bạn ấy có mấy phát bạo kích cũng đỡ được hết. Cái vòng 3 bạn như bạn được một hay hai phát bạo kích, nói chung là cũng đỡ đỡ được một cái phần phần nào đó. Với cái khẩu gì nhở, Howler kỵ sĩ Thiên Khởi vừa rồi cũng dành cho bạn, dành cho ai nhở, dành cho chú bé lót chót nha anh em, đúng không? Đấy là clip quay Howler kỵ sĩ Thiên Khởi nha anh em nhé. Đó, thế thôi. Nhỉ, rồi. Ui, mình quên mất mình chưa nhận thể lực, xong một tí nữa đấy. Anh nhận rồi đấy gì anh em, full đây rồi, đầy mất 240 rồi anh em nhỉ, lại đi lễ hội game thùng thôi. Mình vẫn chưa chưa mắc bộ lõi anh em nhá, nên là vẫn phải ưu tiên đi mắc bộ lõi. Nhiều mắc được bộ lõi cũng ảo ma phết đấy, vừa mắc lõi vừa mắc súng này, đúng rồi. Mày đại gia vừa mắc lõi vừa mắc súng được anh em, chứ nông dân thì không thể mắc cả hai được anh em, đúng không? Mắc lõi đang còn đang thấy nó đang chật vật đây anh em, mắc lõi còn đang thấy nó đang hơi chật vật đây anh em, đúng không? Ok đây, mình còn cái gì nhỉ? Mình còn nhớ mình còn một cái gì nhỉ, truy kích thần tốc. Hôm nọ vẫn chưa đi xòa được anh em, vẫn hơi cày, vẫn thiếu một tí đam thì chắc hôm nay đủ, hôm nay chắc là đủ rồi nha, đúng không? Hôm nay chắc chắn là mình thịt được hai con cua này rồi, nhìn là biết đây anh em nhé, đúng không? Để một ngày rồi, ngâm một ngày rồi, để ngâm một ngày rồi, tôi nghĩ là đủ rồi nhỉ, đúng không? Một ngày 18, một ngày 18 giờ, à một ngày 18 phút thì có cái gì không qua con này nhé, ngâm đủ rồi, ngâm đủ rồi anh em nhá, ngâm một ngày là kiểu gì cũng qua rồi nhỉ, ngâm một ngày mà không qua con này nghe chừng hơi sai sai. Ngâm một ngày nghe chừng không qua là hơi sai sai nhá. Ôi mẹ, không để ý rồi ấy. Lại nhanh nhàng rồi nhà bạn, lại nhanh nhàng rồi đúng không?
Lại nhanh nhang rồi. Lại nhanh nhang rồi. Tôi đánh đúng một lần nữa rồi anh em nhé. Tạo lại đánh cho nó vui nha anh em. Tạo đánh đúng một lần nữa rồi. Tạo lại anh em nhé. Đánh đúng một lần nữa. Không qua nữa nghỉ luôn. Mai chúng ta mới qua đúng không? Không qua nữa nghỉ luôn. Mai mới thèm qua nha anh em. Nãy không quà nữa, mai tôi mới thèm quà. Nãy không quà nữa thì mai tôi mới quà nha anh em nhé. Đánh đúng phát này nữa, hứa anh em. À không, quá tam ba bận, đánh đúng 3 lần. 3 lần không quà cái tôi nghỉ luôn. Tôi không lì như hôm nọ nữa anh em. Tôi không lì như hôm nọ nữa. Tôi bảo tôi không lì như ông nọ nữa đâu. À, nó không qua thật à? Vãi, vẫn thiếu giờ anh em ạ. Kìa, vẫn thiếu hơn một tí anh em kìa. Ảo nhờ, vẫn thiếu hơn 1 giây, 1 2 giây gì đó. Vẫn thiếu hơn 1 2 giây gì đó. Quá tam ba bận, nốt lần này anh em nhá. Hứa rồi. Người đàn ông hứa là phải làm. Ui mẹ nó chơi cái kiểu mẹ mày khó chịu thế. Thôi xong rồi, người đàn ông hứa phải làm đây anh em, người đàn ông hứa phải làm. Ok đây anh em nhá, clip này mình xin phép tạm dừng lại đây, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Thank you và siêu về đấy, người đàn ông hứa phải làm, chỉ đi đúng 2 lần 3 lần không qua cái nghỉ luôn nhá, chốt chốt hạ luôn anh em. Thank you và bye bye.